Xin chào tất cả các anh em đã đến với channel của mình nhé. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách fix cái lỗi đó là khi chúng ta chơi game ấy, thì điện thoại của chúng ta sẽ bị nóng lên. Tất nhiên việc mà khi chúng ta chơi game ấy, điện thoại nó có ấm lên đôi chút là bình thường rồi, nhưng mà có một số trường hợp đặc biệt đó là những cái dòng máy của Xiaomi ấy các bạn, nó sẽ bị nóng, rất là nóng khi mà chúng ta chơi game, mặc dù chúng ta đã cài đặt ở mức cấu hình thấp đó. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách fix được lỗi này nhé. Trước tiên thì các bạn cần phải mở được cái ứng dụng game Turbo này lên. Đó, đây này. Các bạn cần phải mở được cái ứng dụng này, game Turbo này. Để mở được ứng dụng game Turbo này thì có hai cách nhé các bạn nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hai cách này để mở. Đầu tiên thì các bạn vào. Đó, cách đầu tiên thì các bạn vào cái phần cài đặt trên điện thoại. Đó. Sau đó các bạn kéo xuống cái phần tính năng đặc biệt. Đây, nó sẽ ở trong cái mục này, ở cái dòng đầu tiên này luôn, nhưng mà máy mình thì lại không có nhé, nhưng mà ở một số dòng máy là như thế đấy. Cách thứ hai để mở game Turbo thì các bạn hãy tìm cho mình đến cái phần bảo mật trên điện thoại của các bạn nhé. Đây, bảo mật, không biết mình cất ở đâu rồi. Cái ứng dụng có tên là bảo mật nhé các bạn nhé. Đây, chính nó đây. Đấy, các bạn vào đây. Sau đó các bạn kéo xuống. Đây, chính nó ở chỗ này. Đó, các bạn cần mở game Turbo lên. Sau đó các bạn vào phần cài đặt trong game Turbo nhé. Đây, cái chỗ hình cái khiên ở góc trên cùng bên tay phải đây. Đấy, nó sẽ xuất hiện như thế này. Đó, để tăng này hiệu suất chơi game thì các bạn có thể vào đây để tăng cái chế độ là giảm độ trễ wifi này các kiểu lên nhé. Nhưng mà có một cái các bạn cần nên tắt, đây, tối ưu hiệu suất, đây cái mục này các bạn cần phải tắt cái mục này đấy, để nó ở cái mức độ chế độ cân bằng. Nghĩa là cái ứng dụng này chỉ giúp chúng ta tăng tốc độ kết nối wifi mà thôi đấy, giúp chúng ta dọn rác RAM các kiểu để khi chúng ta chơi game nó mượt hơn thôi, chứ nó không can thiệp đến phần cứng nhé các bạn nhé. Đấy, sau khi các bạn tắt cái phần đó đi thì bây giờ khi các bạn vào chơi game ấy thì nó sẽ không bị cái hiện tượng đó là chơi được một lúc nó rất là nóng máy đấy, bởi vì cái ứng dụng này nó tự động đẩy cái tốc độ máy của chúng ta lên ở chỗ độ hiệu suất cao nhất, cho nên là máy của chúng ta bị nóng nhá. Rồi, video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích video này của mình thì cho mình xin một lượt like, share và một lượt đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo từ kênh của mình nhá. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình.